Xin chào tất cả các bạn yêu cây. Lúc này thì nhóm bonsai chiến sự đang có mặt tại Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình. Và một cây xanh này thì giá trị nó không đáng là bao nhiêu cả. Tuy nhiên thì bây giờ rất nhiều bạn đang có những cái trường hợp như thế này, và chúng ta muốn cưa lại để chúng ta chơi cho nó đẹp. Cũng có thể là muốn mời thợ nhưng không được, hoặc là cũng không bỏ gì. Thì quý vị các bạn xem một cái clip này mà bonsai chiến sự gửi đến quý vị và các bạn. Lẽ ra tôi quay từ đầu, nhưng mà tuy nhiên thì tôi thấy rằng trời nó cũng oi bức, cũng ngại. Nhưng mà thấy thì nó rất là hay, và bây giờ thì rất là phù hợp cho nhiều anh em. Đạt có thể đưa máy gần vào một chút. Rồi, cứ bấm đi. Các bạn nhìn nhá, để bây giờ chúng ta cắt giật một cây cho nó đẹp, nó đỡ bị đuỗn, và đằng nào chúng ta cũng chăm sóc. Rất tiếc là tay tôi hơi che mất một tí, nhưng mà không sao. Thì các bạn thấy rằng chúng ta phải đi tìm một cái mầm. Tìm một cái mầm, đầu tiên thì tôi sẽ thấy một cái mầm ở trên ngọn đây, và tôi sẽ cắt. Thực ra thì tôi cắt rồi, nhưng mà tôi muốn để mô lại, để cho các bạn có những cái trường hợp như thế này các bạn có thể tận dụng nhá. Đây, đó. Ở chỗ này tôi sẽ thấy nó có một cái mầm. Đạt có thể đưa máy gần vào đây cho họ. Đây là bước 1 nhá. Ta thấy nó có một cái mầm thì ta tận dụng theo khẩu độ là rất là vừa. Và các bạn thấy một cái đường cung như thế này ra, cái này nó rất là suông. Ta lại thấy ở đây nó có một cái mầm, đúng không ạ? Ta lại thấy ở chỗ này nó có một cái mầm, ta lại cắt. Ở đây nó là xanh quê, nó không giống như Nam Điền nhé. Nó sẽ chậm về mầm hơn, nó rất là khó khăn trong cái việc nảy mầm theo ý. Và ta cứ chọn mầm cho nó chắc ăn, ta lại cắt nhé. Rồi, ta cắt rồi. Các bạn thấy cái con rễ này nó rất là trướng, con rễ này nhá. Rồi ta lại cắt nó đi. Đó. Và ta lại tiếp tục chọn mầm ở cái tay 1 này. Ở chỗ này nó có một cái mầm, rồi ta cắt đi cho chắc chắn. Khẩu độ rất là đẹp các bạn nhé. Theo khẩu độ là rất là đẹp rồi. Ở bên này, Đạt đưa máy về bên này. Các bạn thấy ta lại thấy có một cái khẩu độ, và nó có một cái mầm chắc ăn rồi. Đó. Ta lại bỏ nó đi. Rồi anh bỏ ra. Rồi. Sau khi ta bỏ 3 nhát, 4 nhát và ta ngắm lại về tổng thể các bạn nhé. Lẽ ra thì dự định là đây là tay 1, đây là tay 2 và đây là ngọn. Tay 1 là ok rồi, mầm đây nhé các bạn nhé. Nhưng mà ta nhìn kỹ lại cái cung này, nếu ta tận dụng cái mầm ở đây thì cây nó rất là hiền. Cây nó sẽ hiền các bạn nhé. Đó. Cây nó hiền và nó không 3D, nhìn nó chỉ là một cái chiều phẳng mà thôi. Và bây giờ thì ta quyết định bỏ nốt một cái này đi, nốt một cái khẩu này đi. Đây. Đó, bây giờ các bạn nhìn nhá. Rồi. Đó. Cứ để máy. Quý vị các bạn thông cảm, vừa rồi do lỗi của chân máy, do nó bị nóng. Thực ra thì thời tiết nó oi nóng, cho nên là nó có sự cố là chuyện bình thường các bạn nhé. Rồi sau đó thì ta bỏ quang những cái này đi. Các bạn tiếp tục chờ nhá. Rồi, đây tay 1. Các bạn thấy rằng sau khi một cái đường chạy như thế này ra đây nó ngoặt một phát. Và ta chọn một cái mầm ra đây. Tôi sẽ demo cho các bạn xem. Đây, một cái đường chạy ở đây. Cái mầm nó có rồi các bạn nhé. Và nếu như ta tận dụng ở cái ngọn này thì nó cũng hơi cưỡng. Các bạn thấy nó hơi cưỡng. Và bây giờ ta muốn sử dụng gốc bầu ngọn chỉ và nó đao đi thành 3D nhá, thì các bạn lại tiếp tục bỏ cái ngọn này đi cho tôi. Rồi sau đó thì ta sử dụng, đây là tay 2. Và nó chạy, đường chạy của nó như thế nào, chạy ra rồi bắt đầu mới lên ngọn các bạn nhé. Thì cây nó sẽ dẻo và nó 3D, nhìn nó các góc cạnh nó đẹp hơn.
Ta sử dụng đây sẽ là tay 2 nhé các bạn nhé. Đây. Và đây chính là ngọn gốc bầu ngọn chỉ các bạn nhé. Ta sẽ bỏ cái cưỡng này đi, bỏ ngọn cưỡng này đi. Đó. Các bạn thấy không? Cây nó sẽ, các bạn nhìn sẽ ba góc, nó sẽ rất là 3D và nó sẽ rất là côn rụt, gốc bầu ngọn chỉ. Và đây là demo các bạn nhé, về phần vấn đề về ngọn và cũng như cành. Tay 1, tay 2 và ngọn đây. Chỉ hồi lên đơn giản thôi, không cần nhiều bông các bạn nhé. Sau đó thì ta sẽ cô lại bệ và chúng ta sẽ cho một cái chậu bé nhỏ thôi ta chơi. Một người bê hoặc hai người khiêng cho nó gọn gàng. Không quá rừng, không quá cầu kỳ. Cứ để máy cho hết video đi. Bao nhiêu phút rồi? 5 phút rồi. Hả? 5 năm. Mấy con 5 phút, ok đấy. Ta câu bệ lại các bạn nhé. Và các bạn lưu ý, khi mà ta đang ở cái chậu này, bây giờ ta đào lên để ta sang một cái chậu bé các bạn nhé. Tất cả những cái rễ mà nó không được mềm mại, nó thô hoặc nó dài hoặc nó đơn, các bạn có thể bỏ lọc nó đi. Các bạn sử dụng con dao như thế này thì điều đặc biệt là các bạn không được nóng tính các bạn nhé.
Alo. Xin chào. Cái ổi to đùng. Cái ổi có cái gốc u biếu đấy á. Gốc u biếu mình bán rồi. Bán cho một bạn ở Hàn Quốc, người Việt Nam nhưng mà bạn ấy còn gửi ở đấy. Thôi bán rồi thì không nói nữa. Ok. Nói chung là bán giá hợp lý thì người ta mới mua được. Họ bảo ở bên Hàn Quốc nhưng mà họ gửi mình khi nào về thì họ mới chuyển về. Rồi. Nhá. Yeah. Ok. Mua cây ổi u biếu nhưng bán mất rồi. Ván đã đóng thuyền. Bán đi tìm về nhá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi một khách hàng hỏi mua một cái gốc ổi của bonsai chứng sự, cái gốc ổi u biếu đó. Nhưng mà bonsai chứng sự đã bán cho một anh bạn ở bên Hàn Quốc. Và anh đang lao động cho nên gửi khi nào về nước thì anh sẽ chuyển về. Tiền thì anh cũng chuyển qua tài khoản rồi. Cho nên đã bán rồi là không được bán lại nữa các bạn nhé. Các bạn thân mến đang theo dõi trên kênh Bonsai Chiến Sự và các bạn theo dõi một cây tác phẩm xanh. Nó không phải là giá trị quá cao nhưng nó cũng mình có thể tạo ra một cây nghệ thuật. Và đây, chúng tôi chuẩn bị cô vào một cái chậu nhỏ cho gia đình. Và tôi sẽ hướng dẫn cách như sau. Nếu đây là một cây xanh lá chất quê các bạn nhé. Và để an toàn các bạn vẫn để nguyên như thế này để chơi. Nhưng nếu đây là cây xanh Nam Điền, tôi có thể cắt đến đây các bạn nhé. Ta có thể cô đến đây và một cây rụt gì. Tuy nhiên thì xanh này mà chúng ta cô như vậy thì cái sự quan trọng nhất là cái sự chăm sóc. Và nó đòi hỏi cẩn thận một chút, nhưng sơ sẩy một chút thì cây này sẽ không tồn tại. Chính vì vậy mà thôi, ta cứ để như này chơi vẫn được. Cái rễ thì tất nhiên chúng tôi sẽ cô lại một chút cho nó đỡ lồng không. Còn nếu là xanh Nam Điền thì tôi sẽ cắt đến cái phần u cục ở trên hòn đá mà thôi. Các bạn nhé, các bạn lắng nghe một chút và các bạn có thể tham khảo cách làm cây. Cậu cắt nó cái rễ này đi. Đây. Không, cắt lên nữa đi. Cắt lên tịt. Đấy. Rồi, cắt gọt lại cái đầu đi. Cắt nốt cái rễ kia đi. Nốt cái rễ lưỡn xuống. Cắt giật cắt, không lùi xuống. Đó, các bạn thấy bỏ hai cái rễ đuộn đuộn đấy đi, nó cũng vui mắt hơn. Còn một cái rễ đuộn bé ở trong nữa. Đấy, hai cái đấy luôn. Không, cái bé thôi, bé xíu đấy. Rồi, còn một cái rễ nó tề lề đuôi ra cắt nốt đi. Cái ở trên nữa. Đấy, tịt luôn. Rồi nghiêng đi.
nghiêng cây vệ sinh đây. Đây các bạn nhá, khi chuyển chậu chúng ta cần vệ sinh. Cẩn thận không? Lót lót cái vào không có ra. Chúng ta sẽ vệ sinh tất cả những cái rễ mà chúng ta làm dập nhé, nó bị dập chúng ta phải cắt nhẵn luôn. Chúng ta phải dùng những phương tiện thật sắc nhé. Ta sẽ đục một cái đường này đi để cho nó lắc cây. Đấy, các bạn thấy có một cái rễ mà tôi đánh phấn ấy, nó hơi bị đượn. Chúng ta đục nó đi. Ok. Các bạn thấy nó đã có cái điểm gãy rồi nhá. Đó. Và như lúc nãy tôi cũng đã demo cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Tất nhiên thì ta vẫn để cái ngọn này để cho nó vui nhã. Sau khi cái mầm này nó khỏe ra, nó chạy ra thì ta sẽ lấy một cái mầm cách ra khoảng 2 hoặc 3 phân thì ta vật lên làm ngọn. Thì cây nó sẽ 3D các bạn nhé. Nhìn nó sẽ vui của các hướng. Và sau đó thì ta sẽ bỏ cái này đi. Ta sẽ khấu cái này đi. Nhưng bây giờ ta vẫn để cho nó vui cây ha. Bởi vì là cái mầm kia nó còn rất là nhỏ. Và khi ta moi ra khỏi chậu rồi thì các bạn ví dụ thời tiết này nó mưa, ta có thể mang vào đồ hoè hoặc che mưa. Tóm lại các bạn để chỗ nào không bị nước mưa nhé. Khoảng 1-2 ngày các bạn hãng trồng. Sau đó ta cô vào cái chậu. Các bạn trồng thì các bạn phải một là đất trộn với sơ dừa phân mục, hai là đất trộn với xỉ hoặc chấu. Các bạn nhớ đừng có dùng mấy loại phân gà chấu, có gà phân gà tươi hoặc phân lợn tươi là rất sót cây nhé. Các bạn có thể muốn cho ăn thì cho ăn sau. Nếu các bạn có phân mục thì các bạn cho luôn.
Và khi các bạn trồng vào chậu rồi, các bạn nhớ là vài ngày đầu các bạn đừng tưới đẫm nha, không tưới nha, chỉ lấy cái bình xịt, hơi xịt cho nó ẩm mà thôi. Và một điều đặc biệt là các bạn che hộ tôi nước mưa. Khoảng 10-12 hôm thì các bạn thấy nó sẽ nảy rễ và bật mầm là ok. Rồi, bonsai chiến sự cũng đã demo rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi một tác phẩm chuyển dáng rất gọn nhẹ và phù hợp với phong cách chơi bây giờ. Các bạn có thể xem video bonsai chiến sự, có thể tham khảo cách làm cây. Và nếu khó khăn, các bạn không dám xuống đào thì có thể alo cho tiến sự để bonsai chiến sự làm cho quý vị và các bạn. Số điện thoại 0977722623. Tất cả các tỉnh thành bonsai tiến sự đều có thể có mặt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.